Người niệm Phật chân thật, không cầu thần thông, không mong cầu cảm ứng, thành thật niệm là đúng. Không những không mong thần thông cảm ứng, ngay cả nhất tâm bất loạn cũng không cầu. Thấy Phật, thấy tướng lành, thấy hoa sen, loại ý nghĩ này đều không nên có. Có cái ý nghĩ này đều rất dễ dàng bị ma nhập. Thỉnh thoảng nhìn thấy cũng xem giống như là chưa nhìn thấy vậy. Không nên nhìn thấy rồi liền tự cho là tài giỏi, đem khoe khoang với người khác. Đây đều là nguyên nhân dễ bị ma nhập. Nên biết đó là ma đến chướng đạo của bạn, ma muốn đến phá hoại bạn, hiện loại cảnh giới này để cám dỗ bạn. Sự việc này trên Kinh Lăng Nghiêm nói vô cùng tường tận. Kinh Lăng Nghiêm có ba quyển cuối cùng. Phật vì chúng ta nói ra 50 loại ấm ma, cảnh giới ma. Nếu như bạn không có năng lực biện biệt, bạn sẽ xem đó là cảnh giới Phật. Thật ra nó là cảnh giới ma, tuyệt đối không phải là cảnh giới Phật. Cho nên người không có trí huệ, người không thành thật, thường hay bị mắc lừa. Đây là điều không thể không biết. Giống như chúng ta ở trong pháp hội, có rất nhiều người đến chụp hình. Sau khi rửa phim ra, nhìn thấy có phát hào quang, có hiện ra những hiện tượng khác. Hình ảnh tôi đã xem qua, hình chụp không thể nghĩ bàn, đem đến cho tôi xem. Tôi lập tức xé đi, vứt vào trong sọt rác. Không nên cho người khác xem, không nên đem cái này đi tuyên truyền. Nơi này của chúng tôi có cảm ứng, không phải là sự việc tốt. Bạn nên biết, học Phật vừa rồi mới nói, vô lượng pháp môn là tu cái gì vậy? Là tu định. Định là gì? Là tâm thanh tịnh. Bạn nhìn thấy cái hiện tượng này, vừa sanh tâm hoan hỷ, thì tâm thanh tịnh của bạn đã bị phá hoại rồi. Đây không phải là ma là gì chứ? Mỗi người sau khi nhìn thấy rồi, tâm vẫn là thanh tịnh, như chẳng có việc gì. Thế thì được, cái đó thì được. Mọi người hiện nay không có cái công phu này. Sau khi nhìn thấy rồi, tâm liền động. Đây là ma đến phá hoại đạo tràng, không được phép không biết. Đây không phải là tướng lành. Nếu như người trụ trì, người trụ trì đạo tràng không có chánh tri chánh kiến, đem cái này để khoe khoang, cái đạo tràng này của tôi có cảm ứng, Phật Bồ Tát rất linh nghiệm, ngay cả pháp môn cũng phá hoại rồi, thế thì thật đáng tiếc. Những việc rất kỳ lạ chúng ta biết có, không phải là giả, thật sự là có. Nhưng mà phải biết nó là sự việc như thế nào, chúng ta cần đem nó làm cho rõ ràng, minh bạch, không thể bị nó hại được.